Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Thị trường Nhà đất, nơi chúng tôi luôn cập nhật và phân tích các vấn đề nóng hổi của thị trường bất động sản Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai chủ đề đang nhận được nhiều sự quan tâm: gỡ nút thắt trong việc tách thửa đất tại thành phố Hồ Chí Minh và thực hư về dự án căn hộ giá 1 tỷ đồng ở khu vực phía Nam. Đây đều là những vấn đề nổi cộm trong bối cảnh thị trường đang gặp nhiều khó khăn và biến động. Tôi sẽ trình bày cụ thể, phân tích rõ ràng từ những thông tin mới nhất để chúng ta có cái nhìn toàn diện, từ đó đưa ra quyết định phù hợp. Thực hư dự án căn hộ 1 tỷ đồng ở phía Nam. Phân khúc căn hộ chung cư với giá chỉ khoảng 1 tỷ đồng đã biến mất khỏi thị trường từ lâu, nên khi thông tin về dự án căn hộ Titer Avio xuất hiện, nó đã nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Dự án này tọa lạc tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương và là sản phẩm đầu tay của liên doanh giữa các tập đoàn lớn như Cosmos Initia thuộc tập đoàn Daiwa House của Nhật Bản, TT Capital và Koterasu Group. Theo tìm hiểu, mức giá dự kiến cho căn hộ một phòng ngủ với diện tích khoảng 40m² chỉ vào khoảng 1 tỷ 200 triệu đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là giá dự kiến. Đến khi chính thức mở bán vào ngày 10 tháng 11 năm 2024, mức giá có thể thay đổi tùy thuộc vào diện tích và vị trí căn hộ. Hiện tại, nhà đầu tư có thể đọc giữ chỗ với số tiền 50 triệu đồng mỗi suất. Nếu không mua, số tiền này sẽ được hoàn trả trong vòng 7 ngày làm việc. Một điểm đáng chú ý nữa là chính sách thanh toán mà dự án đang gợi ý. Người mua có thể thanh toán trước 30% trong vòng 6 tháng, sau đó mỗi tháng chỉ cần trả 1% trong 5 tháng tiếp theo. Quá trình thanh toán này kéo dài khoảng 30 tháng, giúp giảm áp lực tài chính cho người mua. Tuy nhiên, cần phải hết sức cẩn trọng khi đầu tư vào dự án này. Hiện tại, khi đến thực tế khu vực dự án, người ta chỉ thấy một khu đất trống với vài công nhân làm việc, chưa có nhà mẫu hay khu bán hàng chính thức. Điều này gây ra nhiều hoài nghi về tính khả thi của dự án. Nhất là khi theo Điều 24 của Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2023, để đủ điều kiện mở bán, chủ đầu tư phải hoàn thành phần móng và được cơ quan chức năng nghiệm thu. Việc thu tiền đặt cọc của khách hàng cũng phải tuân thủ quy định là không quá 5% giá trị căn hộ khi dự án chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Chính vì vậy, nhà đầu tư cần phải thật sự thận trọng, tìm hiểu kỹ về chủ đầu tư và tình hình pháp lý của dự án trước khi quyết định đặt tiền. Đừng để tiền mất tật mang như những trường hợp từng xảy ra trước đây. Khi nhiều dự án chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, vẫn cố tình huy động vốn từ khách hàng thông qua các loại hợp đồng đặt cọc, hợp tác đầu tư hoặc hứa mua hứa bán. Gỡ nút thắt tách thửa đất tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc tách thửa đất, dù là để phân chia cho con cái hay để bán đi nhằm trang trải cuộc sống, là nhu cầu hoàn toàn chính đáng của người dân. Tuy nhiên, tại thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu này đang gặp nhiều rào cản do quy định pháp lý. Một ví dụ điển hình mà chúng ta có thể thấy là câu chuyện của gia đình ông Nguyễn Đức Trinh ở phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trinh sở hữu thửa đất nông nghiệp có diện tích khoảng 1.000m², tiếp giáp với hẻm. Mặc dù khu vực đất này đã được quy hoạch là đất ở hiện hữu, từ năm 2018, ông Trinh đã thực hiện thủ tục tách thửa và chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở. Tuy nhiên, số tiền sử dụng đất mà ông phải nộp lên tới hơn 5 tỷ 500 triệu đồng. Đây là một con số không nhỏ, nên ông đã xin phép cơ quan thuế để nợ tiền sử dụng đất và sau đó vay ngân hàng để trả nợ, với lãi suất hàng tháng hơn 60 triệu đồng. Không chỉ đối diện với gánh nặng tài chính, gia đình ông còn phải đầu tư tiền để làm đường dài khoảng 38m, rộng 9m, kèm theo hạ tầng kỹ thuật đúng theo. Quyết định số 60 ban hành năm 2017 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục cần thiết, đến tháng 3 năm 2021, khi nộp hồ sơ lên Ủy ban Nhân dân quận 12 để được công nhận phương án hạ tầng kỹ thuật và giải quyết tách thửa, ông lại bị từ chối. Quyết định này đã đẩy gia đình ông Trinh vào tình cảnh khó khăn, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành. Sau nhiều lần kiên nhẫn thực hiện các thủ tục, đến tháng 6 năm 2023, ông Trinh đã phải gửi đơn cầu cứu lên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ngay sau đó, lãnh đạo thành phố đã có văn bản chỉ đạo Ủy ban Nhân dân quận 12 giải quyết. Đáng mừng là sau đó, quận 12 đã vận dụng một thủ tục khác,
không theo quyết định số 60 để chấp thuận quản lý lộ giới hẻm và hướng dẫn đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho ông Trinh, giúp gia đình ông thoát khỏi tình trạng bế tắc. Thực tế, việc tách thửa đất tại thành phố Hồ Chí Minh gặp phải rất nhiều vướng mắc. Sau khi Nghị định 148 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai 2013 có hiệu lực vào ngày 8 tháng 2 năm 2021, các quy định về tách thửa đất có hình thành đường giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh không còn phù hợp. Chính vì vậy, từ tháng 4 năm 2021, Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố đã đề nghị tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ tách thửa cho đến khi điều chỉnh quyết định số 60. Điều này đã khiến không ít người dân rơi vào tình cảnh đứng ngồi không yên khi nhu cầu tách thửa của họ bị đình trệ. Tuy nhiên, dấu hiệu tích cực đã xuất hiện. Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra dự thảo mới về việc tách thửa đất. Theo đó, quy định tách thửa chỉ áp dụng cho hai loại đất là đất ở và đất nông nghiệp. Mỗi loại đất đều phải đảm bảo diện tích tối thiểu theo từng khu vực. Đối với đất nông nghiệp, thửa đất phải có cỡ diện tích tối thiểu từ 500m² đối với đất trồng cây hàng năm và 1000m² đối với đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất chăn nuôi tập trung. Điểm mới đáng chú ý trong dự thảo này là người dân có thể dành một phần diện tích đất ở hoặc đất có kết hợp giữa đất ở và đất khác để làm lối đi mà không cần phải chuyển mục đích sử dụng đất cho phần diện tích làm lối đi này. Đây là một bước tiến quan trọng, bởi trước đó, người dân phải chuyển mục đích sử dụng cho toàn bộ thửa đất nếu muốn tách thửa, dẫn đến nhiều chi phí phát sinh không cần thiết. Các chuyên gia trong ngành như luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh đánh giá rất cao dự thảo mới này. Luật sư Hậu nhận xét rằng quy định mới này phù hợp hơn với tinh thần của luật đất đai 2024 và Nghị định 101 năm 2024 về việc hướng dẫn tách và hợp thửa đất. Dự thảo đã đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc tồn tại trong nhiều năm qua. Như vậy, qua hai câu chuyện tách thửa đất tại thành phố Hồ Chí Minh và dự án căn hộ giá 1 tỷ đồng ở phía Nam, chúng ta thấy rằng dù thị trường bất động sản đang có nhiều biến động, nhưng vẫn luôn tồn tại những cơ hội đầu tư đáng giá. Tuy nhiên, để thành công, chúng ta cần phải có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, cập nhật thông tin chính xác và có tầm nhìn dài hạn. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. Đừng quên nhấn nút đăng ký và theo dõi kênh Thị trường Nhà đất để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất và phân tích chuyên sâu từ chúng tôi.